Xin chào tất cả các bạn. Thì trong video này đó các bạn, mình chia sẻ với các bạn những bạn học sinh đang học ở trường nghề và những anh em chưa có biết về những cái con tắc kê này và cái cách sử dụng nó như thế nào ha. Và mình cũng hy vọng được sự đóng góp ý kiến của những anh em làm nghề lâu năm rồi ha, về cái cách sử dụng những cái con tắc kê này bằng cách là để lại comment ở bên dưới cái phần bình luận ha. Đối với cái con tắc kê này đó các bạn, là cái con tắc kê nhựa. Con này là mình sử dụng, mình đóng trên tường. Còn cái con này á là cái con tắc kê bướm, là mình sử dụng, mình đóng trên cái trần thạch cao. Và cái con này đó các bạn là cái con tắc kê sắt. Cái con tắc kê sắt này á là mình bắt ở những cái sàn bê tông, những cái trần bê tông, những cái cột bê tông, thì mình sẽ sử dụng những cái con tắc kê sắt này. Rồi đầu tiên đó các bạn, nếu như mà mình sử dụng cái khoan mà chưa quen đó các bạn, chưa có ngắm được cái khoảng cách để mình khoan cái con tắc kê á, thì các bạn sẽ dùng một cái đoạn băng keo ha, và mình quấn lên trên cái lưỡi khoan và mình đo theo cái chiều dài của con tắc kê và sau đó mình khoan. Và khi sử dụng cái mũi khoan đó các bạn, thì cái mũi khoan á nó phải nhỏ hơn cái con tắc kê một chút, để khi mà mình đóng cái con tắc kê này vô á và mình xiết con vít á nó nông vô, thì cái con tắc kê này nó nở ra thì nó mới chắc chắn được ha. Còn nếu mà cái mũi khoan á mà nó lớn hơn cái con tắc kê đó các bạn, thì nó sẽ bị lỏng và mình xiết nó sẽ không bao giờ nó cứng được. Nó rất là cứng các bạn ha. Và trong cái trường hợp thứ hai đó các bạn, nếu như mà mình lỡ mình khoan cái mũi khoan mà nó ngắn quá, khi mà cái con tắc kê này nó dài á và nó lòi cái đầu nó ra như vậy đó, thì khi mà mình đóng cái con tắc kê này nó vô được 3 phần tư rồi đó các bạn, thì mình sử dụng vẫn được ha. Và mình dùng dao á mình cắt bỏ cái đầu này đi. Và trong trường hợp này đó các bạn, cái con vít mình nó cũng rất là chắc chắn. Và trong trường hợp kế tiếp đó các bạn, nếu cái lỗ khoan của mình á nó lớn, mình đóng cái con tắc kê này vô nó bị lỏng đó các bạn, thì lúc này á mình có thể mình sử dụng hai con các bạn, mình nêm nó vô luôn và mình đóng nó luôn. Và đóng vô đến đâu đó các bạn, thì cái đầu dư của nó mình sẽ dùng dao mình cắt bỏ nó đi ha. Và lúc này đó các bạn, cái con vít mình bắt vô nó cũng rất là cứng cáp. Thì nói chung đó các bạn, đối với những cái con tắc kê nhựa này á, mình đóng trên tường nó chỉ có như vậy thôi các bạn. Cái mục đích của nó đó là khi mà mình khoan, mình đóng cái con tắc kê này vô và mình xiết cái con vít cho nó nở cái phần này ra, thì chính cái phần này á là cái phần nó chịu lực để nó cố định và nó chắc chắn cái vật muốn treo lên cái con tắc kê này. Và cái điều cấm kỵ khi mà mình sử dụng cái con tắc kê đó các bạn, nó là gặp cái trường hợp như vậy các bạn. Khi mà cái lỗ khoan của mình á nó nhỏ hơn cái con tắc kê quá nhiều, và cái con tắc kê này nó hơi lớn hơn một chút á, thì mình đóng nó sẽ không không có vô được. Thì có một số người á lại sử dụng bằng cái cách này ha, là lấy cái con vít khoan thẳng vô trong cái con tắc kê này và sau đó dùng búa đóng lên cái con vít này để đẩy con tắc kê này đi vô trong tường. Và tiếp theo á là sẽ mở con vít này ra. Và sau đó đó các bạn bắt đầu mới đặt cái đồ vật muốn treo lên và lấy con vít này bắn vô. Thì cái điều này đó các bạn là cái điều cấm kỵ nhất, là khi cái con tắc kê này đó các bạn, khi mà mình đóng vô đó mình chưa bắt vít á thì nó hiếp nó nhỏ lại, và khi mình xiết cái con vít này vô á thì cái con tắc kê này nó sẽ nở ra, và chính cái độ nở này á nó mới làm cho cái con tắc kê này nó chắc chắn được. Còn trong cái trường hợp này đó các bạn, khi mà mình đóng vô như vậy á thì cái con tắc kê này nó không còn cái độ giãn nở bên trong nữa. Lúc này nó giống như là một cái cây đinh các bạn ha. Và đây mình sẽ vặn cái con vít này lại và mình sẽ cho các bạn thấy nó như thế nào. Đó các bạn thấy không? Nó rất là mềm và nó rất là lỏng. Và bây giờ mình sẽ giật nó ra rất là dễ nè. Vậy là đối với cái con tắc kê loại này đó các bạn, thì mình chỉ sử dụng trên tường thôi ha. Và mình không nên sử dụng ở những cái trần thạch cao các bạn. Ví dụ các bạn ở đây á là cái miếng thạch cao của mình nè. Và khi mình đóng cái con tắc kê này đó các bạn lên trên cái trần thạch cao đó, khi mà mình đóng lên như vậy đó, mình xí con vít á thì con vít bắt đầu nó nở ra. Nó nở ra thì cái lớp thạch cao xung quanh cái con tắc kê này nó sẽ vỡ dần. Và thậm chí á, cái con tắc kê này á, khi mà mình vặn vít á nó sẽ bị xoay như vậy luôn. À, và mình treo đèn treo vật nặng á, thì cái khuynh hướng nó rớt ra rất là dễ. Vì do là cái mình của cái thạch cao nó mềm. Vậy thì trong trường hợp này đó các bạn, mình sẽ sử dụng cái con tắc kê bướm ha. Và khi mà đóng cái con tắc kê bướm này vô đó, thì bây giờ mình sẽ gấp nó lại làm đôi như vậy.
Và cái trần thạch cao đó các bạn, mình sẽ dùng cái một cái tô vít ba ke như vậy ha. Mình lấy dấu xong xuôi rồi bắt đầu mình vùi cái lỗ. Và sau đó mình sẽ đóng cái con tắc kê bướm này vào. Và tiếp theo mình sẽ vặn con vít này vô. Và lúc này đó, cái con tắc kê bướm này nó sẽ banh ngang ra và nó sẽ gắn lên trên cái trần thạch cao này. Nếu như mà mình bắt đèn đó, cái đèn nó sẽ không bị rớt ha. Còn nếu mình bắt cái con tắc kê thường á, như bên cái lỗ bên này, thì cái đèn á, một thời gian nó sẽ bị rớt ra. Rồi, còn đây là cái con tắc kê sắt các bạn. Chính cái con này nếu như mà mình không biết á, mình sai lầm á, thì cái con này á, nó sẽ gây ra một cái hậu quả rất là nghiêm trọng các bạn ha. Đối với con tắc kê sắt này, khi mình sử dụng thì mình chỉ đóng lên những cái phần mà nó có bê tông. Cái mình của cái bê tông á, nó rất là cứng. Và khi mình xiết cái con tắc kê này á, nó nở ra và cái bê tông á, nó không có bị bể. Và một số người không biết đó các bạn, cứ nghĩ cái con tắc kê này sử dụng trên gạch được. Thì cái gạch đó các bạn, nó mềm. Và khi mình xiết á, thì cái gạch nó sẽ bị bể ra. Và nó làm cho cái con này nó sẽ bị lỏng. Nếu mình treo vật nặng trên đây, cái vật nặng này nó sẽ bị sập, bị rớt xuống. Rồi khi mà mình đóng cái con tắc kê này nó vô tường đó các bạn, thì mình nên vặn cái con ốc này vô ha, cho nó sát vô như vậy. Và cái lỗ khoan tường đó các bạn, nó phải tương đương với lại cái con tắc kê này. Nếu như cái lỗ này mà nó quá nhỏ đó, nó bót nó cứng á, thì mình dùng búa mình đóng vô cái đầu này á, thì nó sẽ bị tòe cái đầu này ra. Và khi tòe cái đầu này ra đó, thì mình sẽ không mở được cái con ốc này ra. Thì lúc đó cái con tắc kê này nó sẽ bị hư luôn ha. Rồi bây giờ á, mình sẽ xiết cái con tắc kê này để xem nó như thế nào ha. Khi xiết đến đây đó các bạn, thì các bạn có thấy cái lớp xi măng nè, bắt đầu nó bể ra không? Nó cắt tường nó ra nè. Đó. Đây là cái lưng của con tắc kê nó nằm đây luôn. Thành ra đó các bạn, mình càng xiết á, nó càng cắt tường nó chui ra. Lý do đó là cái mình của cái gạch này nó bị bể. Nếu như trường hợp này mà mình bắt những cái máy hiên đó các bạn, máy hiên máy ngói á, mà mình không biết á, mình bắt cái này thì nó sẽ bị sập ngay tức thì. Vậy thì đó các bạn, khi mà mình sử dụng cái con tắc kê này á, tuyệt đối các bạn không nên lắp ở trên những cái tường gạch. Vậy trong trường hợp này đó các bạn, mình sẽ sử dụng cái con bù lon, mình khoan xuyên tường ha, và mình bỏ cái con này đi. Cái con này chỉ lắp ở trên bê tông thôi. Thì khi sử dụng cái con bù lon nó xuyên tường đó các bạn, thì các bạn nhớ như vậy, khi mà lắp con bù lon này vào á, thì mình phải có lông đền. Nếu như không có cái con lông đền này á, thì khi mà mình siết con ốc này đó, siết chặt vào á, thì cái đầu này nó rút. Và chính cái đầu này á, nó cũng sẽ cắt gạch. Và nó đi lủng vào gạch luôn. Và sau khi á, mình khoan cái gạch đó các bạn, mình xỏ cái con bù lon qua cái con lông đền và xuyên qua gạch. Và mặt ở sau này á, mình cũng có một cái con lông đền. Thì lúc này á, cái lực ở đây nó rất là lớn. Các bạn treo đồ thoải mái luôn. Thì lúc này mình sẽ mở con ốc này ra ha. Và mình muốn lắp đặt cái gì vô đây thì mình lắp, và sau đó mình siết ốc này lại, siết càng cứng càng tốt. Lúc này là mình không có lo sợ gì nữa hết đó các bạn, rất cứng rất chắc chắn. Thì khi sử dụng cái con bù lon mình xuyên tường đó, thì cái tường mình nó phải đứng ra độc lập mình mới khoan xuyên được. Vậy nếu mà hai cái tường nó sát nhau đó các bạn, tường nhà mình và cái tường nhà kế bên nó sát nhau, thì mình không thể nào mình khoan xuyên thẳng từ nhà mình qua bên nhà người ta được. Thì lúc này á, mình chỉ có đục cái gạch này ra, và cái con bù lon này đó các bạn, mình sẽ lấy sắt mình hàn xương cá đó. Và sau khi mình xác định cái vị trí của cái con ốc này nó nằm ở đâu trên tường đó, thì lúc đó mình sẽ đưa nó vào tường và mình sẽ tưới nước ở trên cái phần tường đó để cho nó ẩm. Và sau đó mình đặt cái con bù lon này, mình cân chỉnh cho nó ngay ngắn, sau đó mình chám chét lại. Ở chỗ này các bạn nhớ cho hồ già vô, cho xi măng già vô, thì lúc đó đó mình lắp đồ thì nó mới an toàn được các bạn ha. Lý do tại sao khi mà mình chám xi măng như vậy đó các bạn, mà mình phải đổ nước, khi cái gạch này nó khô á, nó sẽ hốc nước. Và cái xi măng của mình á, cái hồ trộn hồ xây đó mà mình cho vào đây á, thì cái gạch này nó sẽ hút nước ở trong cái hồ xây đi. Thì chính cái xi măng khi mà nó bị mất nước đó các bạn, nó sẽ bị bọt và nó sẽ không còn bám dính được nữa ha. Thì các bạn nhớ cái chỗ này giùm mình. Rồi mình xin dừng video tại đây ha. Nếu các bạn có những cái ý kiến nào hay á, thì hãy để lại comment ở bên dưới để cho mọi người cùng biết ha. Xin chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo ha.